Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế Hùng Crypto. Nếu như bạn chưa tham gia hai nhóm Telegram và nhóm Zalo của kênh thì các bạn hãy bấm tham gia để nhận cái dự án kiếm tiền sớm nhất, mới nhất. Mình sẽ cập nhật liên tục các cái kèo AROP uy tín chất lượng ở trên hai cái nhóm này. Các bạn thân mến, thì ở cái video ngày hôm nay thì mình sẽ là cập nhật cho các bạn một cái thông tin vui về cái dự án Open EX. Đó là cái kèo khai thác cái đồng OX ở trên cái app Satoshi. Và trong cái thời gian gần đây thì rất là nhiều cái thông tin cập nhật cho bạn về cái dự án OpenEX này, bởi vì nó chuẩn bị cho các cái việc đó là cho chúng ta liên kết ví cũng như là rút cái đồng OX và đồng bộ giữa hai app Satoshi và app sàn OpenEX để chúng ta liên kết và chúng ta nhận cái đồng OX về cái app sàn OpenEX. Có thể trong tương lai thì chúng ta sẽ được swap và bán ở ngay trên cái sàn của chính cái dự án các bạn nhé. Và ở đây thì mình cập nhật cho các bạn một cái thông tin, đó là dự án đã lên một cái phiên bản app mới nhất và đã đồng bộ cho chúng ta một cái số dư, đó là cái đồng OEX cũng như là cái đồng OEX POI Satoshi cũng như là cái đồng OEX POI của AZEX. Ở đây thì nó sẽ là hai cái đồng khác nhau, và ở đây thì dự án nó tạm tính là POI các bạn nhé, tạm tính là điểm POI của Satoshi, bởi vì là bây giờ thì nó chưa đít sàn cũng như là chưa chính xác về cái số dư, cho nên là họ sẽ là tạm tính là cái điểm POI, bởi vì là cái điểm POI này là chúng ta khai thác ở trên app Satoshi, và khi mà dự án nó chuyển cái số dư sang bên này thì nó mới chính thức là cái đồng OX của chúng ta. Và có nhiều bạn thắc mắc là tại vì sao cái số dư của chúng ta ở trên cái sàn OpenEX với cái app Satoshi thì nó không giống nhau. Đây, ở trên app Satoshi của mình là thực của mình đã đang có là 11.674 cái đồng OX, nhưng ở bên này khi các bạn liên kết thì nó chỉ có 10.864. Mình giải thích với các bạn rằng là trong cái lúc mình liên kết và họ chụp nhanh cái số dư OEX của các bạn khai thác được ở trên cái app Satoshi là nó sẽ là vào cái ngày mà mình chỉ được là đúng lúc mà họ chụp là mình được là không được 10.864, và sau cái ngày chụp đó thì mình đã khai thác được lên là 11.674. Như vậy thì cái số sau cái ngày dự án ta chụp thì mình đã khai thác được hơn lên, thì cái số dư này thì sau này thì nó sẽ là thực nhận về cái phần app OpenEX thì chúng ta mới thấy được cái số dư thực của cái số dư mà OX của chúng ta khai thác được nhé. Còn đây là chỉ là cái số OX mà chúng ta tạm tính các bạn nhé. Và cái đồng OX POI của AZX này là chúng ta claim ở trên cái biểu tượng logo ở đây, và cái phiên bản app mới nhất bây giờ thì các bạn có thể kích thẳng vào đây hoặc các bạn có thể kích vào AZX đây cũng được, thì nó sẽ có một cái avatar nhỏ xíu tròn tròn ở đây, thì các bạn kích vàng hàng ngày các bạn vào điểm danh. Điểm danh thì chúng ta sẽ điểm danh để chúng ta nhận một lượng, mỗi một ngày chúng ta chỉ nhận được có 0.1 mấy cái đồng OX điểm point này thôi, cho nên là không nhận được nhiều. Các bạn cố gắng, chúng ta vào mỗi một ngày thì chúng ta vào chúng ta điểm danh chúng ta nhận, và cái đồng này thì sau này cũng sẽ được chuyển đổi sang cái đồng OX các bạn nhé. Và khi cái thanh màu xanh này nó chạy đến hết 100% như này, và bây giờ đang chạy được 26,67% thôi. Vậy như vậy thì còn khá là nhiều, còn gần 7 hơn 70% nữa thì chúng ta vào chúng ta điểm danh ở đây. Và dự án thì cũng đã công bố cho chúng ta về cái ước lượng được cái thời gian mà chính thức là chuyển đổi đây này. Các bạn kích vào cái dấu chấm than ở đây thì các bạn sẽ thấy được là ở đây họ có nói rằng đây họ nói như là chưa giải quyết, và bên dưới này là đang chờ xác nhận của ứng dụng Satoshi. Ngày xác nhận số dư dự kiến sẽ là ngày 29 tháng 4. Đó, như vậy thì đây là cái số dư của chúng ta hiển thị ở trên đây là cái số dư dự kiến, và trong đến ngày 29 tháng 4 thì ngày 27 tháng 4 là dự án ngừng cho chúng ta liên kết ví ở trên cái app Satoshi. Như vậy là đến ngày hôm sau là ngày 29 tháng 4 thì dự án nó sẽ chính thức là chốt cái số OX các bạn khai thác được ở trên cái app Satoshi về cái app sàn OpenEX, thì các bạn sẽ thấy được cái số dư cụ thể ở trên cái phần này, và trước mắt ở đây thì chúng ta sẽ thấy được cái số dư tạm tính các bạn nhé. Và ở đây thì nó sẽ là trên này là cái tổng số dư của cả hai hai cái phần này, hai cái phần này các bạn nhé. Đó, đây của cả hai cái đồng này thì các bạn sẽ cộng bằng cái tổng số dư ở trên này, và khi cái đồng OX này niết ở trên sàn thì chúng ta sẽ thấy được cái số quy ra tiền đô thì nó sẽ ở bên dưới này. Và đấy là cái thông tin mà mình muốn cập nhật đến cho các bạn, và cái phần mà mình giải đáp cho các bạn một số các cái thắc mắc á, là có một bạn bạn ấy hỏi rằng là theo anh thì lấy địa chỉ
để địa chỉ ví để liên kết ở trên app Satoshi thì lên đấy địa chỉ ở Long Testnet hay là Core Mainnet đó, và trong thời gian tới thì là Open OX Mainnet, thì lấy cái địa chỉ nào để liên kết với cái ví Satoshi thì mình cũng xin trả lời với các bạn nhé. Đã khi các bạn đã tạo cái ví ở trên app sàn OpenX này, hoặc các bạn đã liên kết cái ví qua cái khóa cá nhân của ví MetaMask vào cái app OpenX này rồi, thì dù ở cái phần là OX Mainnet hay là Core Mainnet hay là Long Testnet thì đều một địa chỉ nhé. Và mình sẽ chứng minh cho các bạn là những đây là chắc chắn là những cái bạn chỉ là mới tham gia thì các bạn mới có cái câu hỏi như thế này. Thì mình cũng sẽ cho các bạn xem ví dụ như là Core Mainnet nhé. Core Mainnet là cái đồng OX này. Thì mình sẽ lấy địa chỉ nhé. Thì các bạn sẽ thấy địa chỉ của mình là 65D3. Thì các bạn sẽ thấy được cái địa chỉ đuôi của mình như vậy vậy nhé. Thì mình sẽ chuyển sang có Core Long Testnet nhé. Thì cũng là cái đuôi địa chỉ như thế, thì các bạn sẽ nhìn thấy này, cũng 65D3, và mình sẽ lấy cái đồng OX này, Testnet nhé, cũng là 65D3. Và tất cả các bạn dù có lấy cái mạng nào ở trên ba cái mạng Mainnet, Core Mainnet hay Long Testnet thì đều cùng một mã ví nhé. Thì các bạn lấy ở cái phần nào cũng được, các bạn lấy luôn ở cái phần Long Testnet này, cái mã ví ở trên Long Testnet này cũng được này. Các bạn chỉ cần kích vào đây, chúng ta copy ví này đấy, các bạn được kích vào đây, các bạn bấm vào bất kỳ một cái đồng nào OX hay là USDT đây, bấm vào đây thì các bạn sao chép cái địa chỉ ví đây đó. Như vậy là sao chép địa chỉ ví là chúng ta có thể là liên kết bên cái app Santoshi rồi, nó không cứ phải là ở cái mạng nào đâu. Cho nên là nhiều bạn là mới tham gia thì các bạn sẽ thắc mắc cái câu này, còn những cái bạn tham gia lâu rồi thì các bạn sẽ hiểu được rằng là nó ở cái mạng nào thì trong cái ví đó thì nó cũng là cùng một mã ví cho các bạn lấy động được. Và cái phần liên kết ví này thì rất là nhiều bạn là vẫn gặp cái lỗi là không liên kết được cái không nhận được cái mã code để chúng ta liên kết ví. Thì hôm qua mình cũng đã làm một cái video mà làm trực tiếp và test cho các bạn xem rồi, nhận ví rất là nhanh. Thì hôm nay thì mình ở cái video này mình sẽ test lại một lần nữa để cho các bạn thấy được rằng là cái lấy mã code nó cực kỳ là nhanh, nó khá là đơn giản thôi. Cái phần liên kết ví này này thì chúng ta cố gắng chúng ta làm trước ngày 10 trước ngày 27 nhé, trước ngày 27 tháng tháng 4, chứ không phải là trước cái ngày đó. Và sau ngày đó thì chúng ta sẽ không thể thay đổi được địa chỉ ví nữa. Và chuẩn bị cho cái việc mà chúng ta rút cái đồng OX. Đó thì các bạn nhấn vào liên kết này, OX liên kết địa chỉ ví rút này. Đó, và các bạn xác nhận là có chính xác là cái địa chỉ này không này, các bạn nhấn xác nhận cho mình này. Và ở đây thì các bạn sẽ thấy được cái đồng hồ đếm ngược ở đây này. Các bạn sẽ thấy cái đồng hồ đếm ngược ở đây, chúng ta sẽ có 1 phút để chúng ta lấy mã code và chúng ta nhập vào đây. Sau 6 6 6 sau 1 phút thì 60 giây thì chúng ta sẽ lấy một cái mã code. Và hôm nay thì mình thử test thử xem là cái mã code gửi về ví có nhanh hay không. Rồi, như vậy là vẫn chưa thấy cái mã code gửi về nhé. Đó, hôm qua mình làm gửi nhanh nhưng hôm nay lại bị lỗi rồi. Thì mình sẽ gửi xác nhận lại xem nào. Đó, chúng ta có 60 giây để chúng ta nhận mã code nhé. Chúng ta cứ gửi một hai lần xem nó có được hay không. Rồi, mình đã thử một vài lần nhưng mà đúng là không 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 nhận được mã code thật. Hôm qua thì lúc mình làm video thì mình gửi thì nó nhận được ngay. Nhưng mà hôm nay thì đúng là mình đã gửi đến 3 4 lần rồi nhưng mà không thể là nhận được cái mã code, thì có thể là web thì nó lại bị lỗi rồi. Rồi, ok, thì một trong vài ngày tới thì nếu như mà dự án nó khắc phục được cái lỗi này thì các bạn cứ cố gắng, chúng ta những bạn nào mà liên kết được rồi thì chúng ta không cần phải liên kết lại đâu nhé. Và các bạn nào mà chưa liên kết hoặc là sai địa chỉ thì chúng ta mới cần phải liên kết lại thôi. Đó, thì chúng ta cũng không cần phải liên kết là nhiều, bởi vì nếu như các bạn đã liên kết ví mà nó báo là cái địa chỉ của bạn đã được liên kết thì các bạn đã yên tâm, chúng ta không cần phải liên kết lại, và của ai thì nó cũng báo như thế này thôi. Đó, đều báo như thế này bởi vì trong cái thời gian này thì họ vẫn cho chúng ta thay đổi cái địa chỉ ví mà. Cho nên các bạn vẫn sửa đổi được cái địa chỉ ví trước ngày 27. Rồi, ok, thì cái video này thì mình xin được kết thúc tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.